hay là thầy nói ti tu hành tiểu chữ gì nữa, nghèo nàn sao đắc đạo gặp điều, gặp điều cao quý. Nay ngủ khờ lẻn lõi hương thôn, sao đắc đạo tiếng đồn bốn biển. Thì ngày nay mình tin nghèo gì chứ, đừng khi nhà lá một căn nãy con nói đó, mà biết niệm Phật sao có bạn bạn ngu luôn. Đặc biệt chính xác là như vậy. Vậy bây giờ cái thứ nhất mình tu đúng, cái thứ hai đó mình tu thiệt. Mình tu sao mà lòng mà mình tu thiệt cái là có hả? Chưa thấy có tiến bộ. Bây giờ bữa nay con trình bày với ba một căn bản với cô bác anh chị em mình thôi. Một là tu đúng. Bây giờ tu sao? Cái thứ nhất là tu đúng, cái thứ hai là tu thiệt. Câu của mình có thiệt tu chưa? Mà thầy nói lòng vô tu thì phải thiệt hành đó, chứ đừng có ham điều sung sướng. Và cái thứ ba nữa đó, mình tu sao cho nó bền. Ba cái thôi. Một là tu đúng, hai là tu thiệt, cái thứ ba là tu bền. Tu ba cái này thôi, kệ ta cơm ăn ba chén, còn thuốc mình uống ba thang thôi nghe mấy chú. Bữa nay nhớ giùm con ba điều này thôi, phải không? Chứ mình tu rồi đức thầy nói tu hành mà mãi đang nghi tu nó không có. Ủa tu mà sao còn nghi? Có người ta còn nghi nó không biết thầy ông trở lại không nữa. Bây giờ ông ra đi rồi thầy nó ít lâu ta cũng trở về, mà mình đợi hoài từ năm 1939 giờ mình đợi hoài, đợi không thấy ông về. Người nổi thương nam nữ trẻ già trong thầy đông trở cái sân gia nản lòng. Cái bàn thông thiên dấn hương nồng của quyền bằng Phật càng trong lãnh đồn luôn, để cho mèo đóng đầy chung lưu hương lưỡng xét còn bàn chồng ngửa nghiêng. Nhận gian bụi bám sàn xiên, sắm mơi không nước chiều phiền không hương. Nhiều nhà xem thấy sầu thương ngậu sai em nhỏ đốt hương sớm chiều. Hồi đó thì bữa nào cúng chân, bây giờ mê ba cờ tướng không bắt nhỏ nó đốt nhang không. Hồi đó thì nó còn mặc đồ mặc đạt đâu đó ngon lành, bây giờ quấn cái khăn ngang gỡ sọt như cái đống trà vậy đó, đâu có còn kính trọng gì nữa đâu hả? Người gần cho đến kẻ xa, sự tu nay đã lơ là phần đông. Nước vắng meo hương nồng dân thối, chai không ăn giả gói không xem. Nhiều ông thì trở lại say mềm, nấm bà trở lại ưa thèm chầu cao nữa chứ. Hồi đó thì tu quyết nhất một lòng nên về Tây Phương tịnh độ cực lạc. Bây giờ nó nhớ lại cái còn thèm ba vũ chầu cao. Có cô này hỏi chứ bây giờ bỏ chầu bỏ không được nữa, về Tây Phương được không bảy thiện? Tôi nói không được. Bà hỏi nguyên nhân nào? Tôi nói tôi đọc ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, bên kia đất bằng vàng thảo mộc bằng châu, con người lại được sống lâu. Mà ở bên bển đâu có trồng chầu cao đâu, bà đi về bển lỡ bà kiều chầu rồi ai đưa bà về cái ta bà này đây. Sao bà trở về đây được? Nếu còn ăn chầu còn hút thuốc là kể như thua quý cô bác. Không có về bên kia được rồi quý cô bác anh chị em mình ơi. Bởi hôm rồi con chú đó ông nói với tôi đó, ông nói tu mà còn hút thuốc là tu sao? Chú bảy tôi nói tu này là tu yếu. Còn sao yếu? Nói máy ra khối là máy yếu à. Lẩm bả trả lời tuổi gì hả? Phải không? Giọng máy mà còn lẩm bả chạy sao mà ngon lành được, sao không thích khác được? Coi đưa cháu bởi nó cũng chặt dọc. Ông này ông tám mấy tuổi rồi mà ông tu có cái đuốc thuốc mà ông bỏ không được. Điêu thuốc cho là vật tiểu ti sao còn đeo, nếu nó mà chi đó. Đói cơm khát nước là điều thiết, và nhả khối phun mây có ích gì. Vậy đó mà ông chạy chiếc xe đạp đó mà ông lỡ quên chút dây sên hoài hả? Dạ. Tới chừng lợi kêu ông chỉnh sửa lại đã đời, hỏi chiếc xe tao sao mày? Nó nói máy ông lộn bạc. Mày nói sao chứ tao chạy xe đạp sao lộn bạc? Nói tôi thấy ông chạy ở trước có hai cái ống khói nó bay ra. Nó mày chết dầm mày nha. Mà cô bác anh chị em mình ơi, nó đó cũng vì nó không mà nó làm cho mình mất miếng mồi ngon. Hồi đó ông chú Út con đó, ổng tốt nghiền lắm với cô bác. Mà hãy tảng sáng rồi đó, bắt đầu ông xách cái thùng với mà cái gỗ cái ông đi ra ngoài ông đi tác hương. Mà đi tác hương ông kẹt cái điếu thuốc theo. Mà cũng do bữa đó mất miếng ăn mà ông bỏ thuốc đó quý cô bác, rồi về ông ăn chay luôn. Ông đi ra tới ngoài ông dòm ở ngoài này cái kinh lớn, ở trong có cái mương nhỏ gì nè. Ông mới vừa đi tới đó ông cầm điếu thuốc ông hút, cũng vừa đi mà mặt quần cục mà gặp con cá lóc nó đang phóng ra cái chỗ ở ngoài cái mương lớn á. Ông nói trời ơi thiệt tình
rủi mai con chút xíu, chứ phải tao tới sớm chút xíu nữa là tôi mạng mày rồi. Giọng con nhỏ này tao tát vài cái là chụp đầu mày đem vô nấu chua rồi phải không? Đàn ra ông nói vậy thôi, cái mương này nhỏ đâu có con gì nữa đâu, thôi bỏ đi. Ông mới vừa đi qua cái gặm cá lóc nó ngoài nó phóng vô cái chỗ chở vô. Ông mới nói gì tới số mày, mày tôi mạng mày rồi, để tao hút gồi đi thuốc hả tính. Bị cái tay ông còn cầm cái thuốc rồi làm sao tát. Đó, ổng mới kéo vừa mấy cái à. Mà đời đó, cô bác mình đó, có cái này là nó ngựa kiều. Bởi vì tu mà mình còn còn cái đó, con nó kỳ dữ lắm, kỳ luôn. Người ta đang ngồi nhấc chân cái đi chốt mãi không thuốc mẹ. Mà nước không phải không thôi vô trong nhà tắm cho nghe. Ngột cũng chết cũng chốt cả mắt. Kỳ lắm. Đó, thành ra quý cô bác anh em mình ơi, tao nói nghe cái tay ổng á, là ổng đang hút thuốc, đang kéo ghế cái. Mà đời tao nói đó, đi ngược dòng đời đó là nó vậy đó. Người ta nói cái câu đó, tao đố mày chứ, ở trên đời đó, đời ta càng kéo càng dài, còn cái gì kéo càng ngày càng ngắn. Họ kéo gì, nó hút thuốc cái gì. Càng kéo chừng nào ổng càng ngắn, cái thuốc không thấy phải không? Đó, thành ra cái trường mới vừa kéo điếu thuốc, ổng hít hai ba cái lia lịa đó ổng vô. Đó, ông xuống bắt con cá này nè. Ông mới vừa kéo hết hai mà cái ông dục thì ông gặp con cá lóc nó phóng cái chẩm trở ra. Ông nói trời ơi, vậy là do mày, tại mày mà nó mất miếng mồi ngon. Phải không? Tại mày mà nó mất miếng mồi ngon. Thôi tao thề từ đây tới sau đấy ha, là tao bỏ mày luôn. Không bao giờ rước tới mày nữa tại mày. Thôi thấy vậy thôi đứng dậy xách cái thùng đặng mà sửa sạn đi. Cô bác anh em mình ơi, không phải đường không mà con cá nó phóng ra phóng vô ngang cô bác, nó có nguyên nhân. Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Sau khi ông mới vừa đứng dậy ông bỏ đi còn là con cá lóc nó phóng trở vô liền. Ông mới suy nghĩ, ông nói ủa tại sao con cá hồi nào nó sợ cái bóng người mà mình ngồi đây mà nó không sợ là nguyên nhân như thế nào. Ông mới nhìn kỹ xuống thấy nguyên một đám lầm rầm gì nè cô bác. Nó lớn nhóm lớn nhóm lớn nhóm lớn nhóm đen gì nè. Mà cô bác mình biết nó cá lầm rầm đó, nó còn mẹ nó dữ dữ lắm luôn với cô bác. Dòng cái thứ nhất dịch nó nghe nó tát 10 cái nó tát chừng nào cái mét nó sức hết trơn nó cũng tát luôn. Không bao giờ nó bỏ con với cô bác anh em mình. Phải không? Bắt đầu ông câu kỹ, ông thấy con cá lóc nó vừa mới nhảy vô cái nó ngớt con của nó vô trong họng. Rồi nó mới nhảy ra cái nó nhả ra ngoài. Rồi nó mới nhảy trở vô, rồi nó mới ngớt con nó, rồi nó mới nhảy ra ngoài. Bởi vì nó biết vài bữa nữa nước cạn xuống con nó chết. Cho nên nó tha con nó đi ra ở ngoài nè. Ông thấy nó đau lòng, chắc ẩn động lòng từ bi. Ông nói tại sao bữa nay tại sáng tao đi kiếm cá kiếm mắm cho con tao ăn mà không lẽ gì con tao mà tao giết mày sao. Mình còn muôn vật một nhà, ta là anh chị chúng là đàn em, mạnh hơn ta phải xét xem ra tay cứu giúp đàn em giải khờ. Mình là anh chị chúng là đàn em nè, sao lẽ mình gặp nó tai nạn đó mình phải lấy đồ mình xúc nó mình đưa ra mới phải. Có đâu chờ đợi mà mình ăn thiệt ngon đó, cái đó ngon ác quý vị. Thường khi mình lên đến trên ba chút đó mình nói ba thằng bon bót nó ác. Hỏi sao ác? Nó đâm mình mà nó còn thọt vô cho chết từ ở dưới đít lên tới đầu. Tôi nói ác không có bằng con người đâu. Hỏi sao ạ? Tôi nói tôi thấy nè, mấy ông hồi đó đi ruộng cũng thọt cá lóc từ đít lên tới đầu đó chứ đâu. Chứ phải đập cho chết rồi thọt cũng không nói, bây giờ thọt là cũng thọt sống luôn. Thọt từ đít lên tới đầu mà chẳng những thọt mà còn chết gươm đốt người ta nữa. Có không cô bác anh chị em? Có rõ ràng à, chứ đừng nói không có nghe. Đó, thành ra đó, lưới câu trước độc mưu thầm làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. Lạc bày ngơ ngác xôn xao sợ e cái mạng xa anh thớt giao hồn gần. Mình có thân, chúng cũng có thân, nuôi mình mà giết nó là trái cần công bằng. Tại sao hàng ngày mình nuôi dung dưỡng cái xác thịt của mình mà mình đi giết nó là làm sao? Ông suy nghĩ, ông nói bây giờ mình phải tìm cách nào. Ông thấy nó vô cái bắt đầu nó ngớp con nó nhảy ra, cái nó phóng vô nó ngớp con nó nhảy ra. Theo lẽ đúng có người ta nó sợ đó, nhưng mà vì cứu con nó bất chấp. Ông thấy ông đau lòng xót dạ quá. Ông mới bước xuống, ông lấy cái thùng á, ông nói thôi, bữa nay tao giải phóng cho mày luôn, mình về tao hạch tâm luôn chứ còn gì nữa. Giờ này là tới duyên rồi chứ không còn gì nữa, quý cô bác anh chị em mình. Chua là tại nó còn non, tới chừng nó chín chẳng còn chua đâu. Lúc đó cái duyên của ông nó đã tới rồi đó quý cô bác. Ông bắt đầu bước xuống lấy cái thùng hết nguyên bài đồng lộng đưa ra ông đi về.
Tới chừng đi về đó bà thím út vô, tụi mấy đứa con ở nhà đang nấu cơm sửa sẵn đợi ông đem cá về đang nấu canh chua ăn. Mới quay qua hỏi ủa ông đi ra sao thấy mình mấy ông cũng dơ giấy trơn mà về không có con cá nào trơn nữa. Ông buồn với cô bác, vẻ mặt buồn, không có thốt nên lời nào hết. Hỏi ông ơi, ví dụ như bữa nay lỡ mà tử thần hay hoặc giả là công an chính quyền gì lỡ người ta bắt tôi với bà và con của mình sao hả ông? Bà quay qua bà nói ông bữa nay đi kiếm cá về không có bộ lý thuyết hay gì đó hả? Giờ không có cá nó không có cá bị đặt tội thủ nữa. Quay qua cái bắt đầu nói bữa nay tôi kể cho ông nghe câu chuyện. Vừa kể xong rồi ông phát tâm giác ngộ tu cho đến ngày nhắm mắt và bỏ thuốc luôn với cô bác anh kia. Ông nói hồi đó tao tính mày là người bạn qua đường, ai dè sau này mày là người thầy khó tính. Đi lại nghe đạo nghe tao nói đang ngon muốn chết gì đó làm bộ đi trốn lại kia hỏi đi làm gì vậy. Trời ơi đi lại đặt đang hút thuốc lén cái đằng kia là nó đó. Mà đám tiệc hồi nào giờ đám ăn chay có ai để thuốc không quý cô bác? Có bao giờ không? Dùng ban đêm ông non bỏ thuốc mà tao nói ngay đêm đó nghe ông chịu hết nổi rồi. Cái sức chịu đựng đó nó có giới hạn, chịu hết nổi ông ra ông sâu cho nó ban đêm mà ông sâu. Mấy nhỏ nó dòm cảm nói mà cậu cậu ban đêm ông làm gì á? Ông nói mấy dế nó ghé quá ngủ không được. Trời ơi dùng thèm thuốc. Rồi tới cái thằng Út đó nó đi bắn bu ly với cô bác anh em mình. Rồi ổng chịu hết nổi rồi, ổng có đi đợi nó Út. Mày làm ơn đó, mày này mày mua giùm tao một cục thuốc coi. Biết nó quậy quậy nó nói sao không cô bác? Thì nó đang chơi. Mà hổng gài đó hứa với cụ quyền thất tổ là bỏ thuốc rồi bây giờ chịu hết nổi. Tới chừng kêu nó đi mua thuốc nó nói thôi ơi, mời mốt hết ai tin nữa ông nữa lộn ơi. Thầy má quy tính với con chưa? Má quy tính với nó chưa? Hết ai tin nữa ông lộn ơi, mới hôm hổng ông hứa với cụ quyền bữa nay hút nữa rồi. Ê liêu liêu mất cỡ. Ông nhỏ nó còn nói gì đâu với cô bác. Mà cái đó là tại mình. Mình không tự chủ được, mình khác nào như đám lục bình trôi sông. Tu như vậy long đong hết kiếp khó mong gì bến giác được kè. Đời nay muôn triệu người mê, chí tu không mạnh là khó bề thành công chứ không phải là chuyện giỡn không quý cô bác. Thấy không? Sau khi bắt đầu quay qua rồi tới chừng bắt đầu qua nó thấy ổng vậy cái nó đây 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 tôi chạy đưa đi mua. Ổng về cái ổng nằm suy nghĩ, ổng nói tại vì mày không mà con tao nó coi tao không ra gì. Bữa nay về tao không thèm hút luôn. Ổng đang nằm trên võng. Cái nó đi mua thuốc về, cái nó đâu có dám lại gần ổng, sợ ổng bắt ổng bính. Cái nó cầm cục thuốc, cái nó cầm nó đưa vô nó đó. Đó phiền quá rồi hút đi. Cái nó bỏ nó chạy đi à. Cô bác mình thấy tại ai mà con mình nó bất nghĩa, nó bất kính đối với mình quý cô bác? Phải tại mình không? Tại mình còn nghiện điếu thuốc. Phải không? Vậy thì bây giờ thưa quý cô bác anh em mình, tất cả những cái gì mình còn nghiện những trong thế gian này đều bị dính hết quý cô bác anh em mình. Vì gì chính cái nấy mà thầy nói đó, thấy sanh chúng quá nghiện cảnh tục nên nhiều lần đức thầy đã nhiều lần dù thuốc muôn dân bạc trinh giữ lấy nghĩa nhân muốn về có phải lập thân cõi trần mới được. Vậy thì bây giờ đó khi cô bác anh em chúng ta phát tâm giác ngộ là cô có phải thấy cái đạo đức này là nó quý báu cho cô bác. Bây giờ ngoài đời đó người ta quý được căn nhà villa biệt thự sống có cái nhà tới chừng chết rồi còn đòi hỏi con phải làm sao cất cho được cái mồ nữa phải không? Chết chết cho tụi bay gan cô gắng hùng với nhau đã chống cô cái nhà đá còn cái mồ bị cất cho tao. Ta nói nó nghèo muốn chết bệnh đau nó lo đã đời tới chừng chết mà còn đầu thêm cái nhà mồ sống rồi đua chen danh lợi còn chết còn cản trở giao thông nữa chứ cắt lớn đường đi phải không chứ phải mà thêm cái cho gọi thân tứ đại ngũ hành dương sức mạnh rốt cuộc rồi cũng mồ lạnh ấp xương khô miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ sống cát bụi cũng trả về cho cát bụi chỉ có đậu như phước thôi. Vậy thì bây giờ nó có cái nhà cao cửa rộng có cái nhà mồ làm người ta quý phải không có của cải tài sản vật chất trong gia đình đó là họ quý sống cái tuổi thọ lâu năm đó là họ quý mà sống trăm tuổi buông luôn với lực thua một ngày thao thức tham thiền trăm năm giải đãi tu hiền không bằng một bữa mà siêu tu hành 100 năm mà giải đãi tu hiền không bằng một bữa mà mình siêng tu. Cũng như mình xuống mình tắm đó, tắm 100 năm đó mà mình ngâm đó, nó không bằng một bữa mà mình kỳ. Một bữa mình kỳ rồi là lên trắng phao, còn xuống cả 100 năm ngâm biết nó đóng gông như Hà Bá hết trơn. Bởi vì tu lâu mà chẳng chùi lao, đâu bằng kẻ mới bước vào siêng đấy. Thấy không? Vậy thì bây giờ ở đây đó, con người đó quý nhất trong giáo lý của Đức Thầy, Ngài cho biết là
xem kệ này như ngọc như ngà, hay là phước đức nó quý hơn, quý hơn bạc vàng. Ở trong nhà mình mà mình có bạc vàng của cải nè, vàng nè, bạc nè, lưu ly nè, kim cương, xích châu nè, sa từ nè, mã não nè, thì mình nghĩ cái đó là quý rồi chứ gì. Nhưng mà nó quý sao bằng mình tu quý cô bác, sao bằng tu. Bạc vàng dẫu chất bằng non cũng không hạnh phúc bằng còn mẹ cha, điền viên sử sản đầy nhà cũng không quý báu hơn là lo tu. Vậy thì bây giờ cái tu nó mới quý hơn chứ. Sự tu còn quý hơn vàng, của người vượt khỏi muôn ngàn khổ đau. Bạc vàng còn bị tiêu hao, người tu được phước chẳng bao giờ mòn. Tôi hỏi cô bác anh em mình mà mình đi đó mà mình tu có cái phước duyên công đức nó quý hơn mà mình mang vàng bạc theo không? Vàng bạc đó không có gặp cơn bát loạn thôi nha, còn tới cơn bát loạn rồi đó mình mang theo nó là kể như là khổ gì nó đó của cái cô bác. Hay nó giữ bo đến lúc phân ba đến cơn bát loạn gì nè, khó mà yên thân. Hay là cảnh vinh qua lại quá treo leo, nhà giàu có sao, sao nhiều ta. Lúc cái cơn mà tai ách nó xảy ra đó mà mình để đó, là phước đức ở trong lòng của mình đó, nó quý. Mình ngủ ở ngoài gốc dừa gốc cây giờ ta cũng khiêng mình vô đang ngủ nữa. Còn mình đó ha, mà mang vàng bạc vào đó mình ngủ trong nhà, phá mấy cái gì phá giờ cũng sợ nó đâm trong, nó mở cửa vô rồi nó giết nó chổng á, phải không? Mà gẫm kim tiền, đức thầy nói nè, gẫm kim tiền bội bạc mà bất tài, không làm cho ta được sống dài là chẳng bước tiến được một bước. Lúc bình thường mình kiếm cây vàng cực không mấy cô mấy chú, cực không? Cực. Mình gìn giữ bảo thủ nó khổ không cô bác? Khổ. Vậy mà tới chừng mình chết đó, nó có đưa mình đi được tách hơi nào không? Có đưa mình bữa bước nào không? Nó có lợi hỏi thăm hổm gài đó, ông chủ khỏe không? Có hỏi không? Xin thưa không bao giờ có. Thương mấy người đời không vẫn không, vụ giường nhà cửa có rồi không? Vợ con cha mẹ lâu rồi mất, rốt cuộc hai tay cũng nắm không? Cảnh khó trăm khôn toàn, giả dối ngàn muôn ngàn kế cũng quên không? Suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, vừa nhắm mắt hai tay cũng nắm không thôi. Chỉ có chữ không không trên không không à. Vậy bây giờ đó sau này đó, đức thầy nói cái nhà họ tiếc đó là để như tiêu, mà cái nhà họ trần là còn. Cái quý vị nói nhà họ tiếc sao không tiêu? Thương nhà tiếc của là tiêu, còn trần dân trụi là còn. Nói tới đây tôi mới nhớ. Mới cách đây có hai bữa có cô này qua lại bà hỏi tôi, mà bà hỏi cái nha mình cũng nghẹn á, trả lời muốn được đâu quý cô bác. Bà lớn tuổi rồi mà bà lại bà hỏi chú Bảy là chú Bảy sao tôi nghe giáo lý của Đức Thầy mà có câu tôi chưa có được hiểu á chú Bảy. Tôi hỏi câu nào cô hỏi coi con có hiểu con trả lời, còn không hỏi thiếu chịu mới mốt trả lời tiếp. Bà quay qua bà nói sao thầy nói đó, nay là gần cuối mùa thu hết ngu tới dại công phu gần thành. Ủa đời sao ta hết ngu tới khôn, sao hết ngu tới dại rồi chú Bảy. Ờ bà hỏi nhiều cái nghe ha, muốn nổ lỗ tai không em chú. Mà đợi thiệt phải không, câu này trong giáo lý của Đức Thầy à. Thầy nói nay là gần cuối mùa thu hết ngu rồi tới dại công phu gần thành. Ủa đời ta hết khôn, hết ngu tới khôn, sao hết ngu tới dại. Mới nói vậy chưa kịp trả lời cái bà quay qua bà nói còn câu nữa. Tôi nói ờ câu này còn thiếu chịu, chưa kịp trả lời hỏi câu nữa. Bà nói còn câu nữa. Thầy nói á, buồn cho ba tắm sao hết mù tới sáng, sao hết mù tới đuôi. À, bữa nay căng quá quý cô bác. Tôi nói bữa nay bữa không có coi ngày hay sao. Đi sau gặp cô này bà hỏi hai câu nghe bên đây nổ lỗ tai, chưa kịp trả lời tới câu bên kia nữa. Rồi tôi quay qua cái tôi nói không có gì lạ đâu cô ơi. Thầy nói lời ta nói có ngàn lắm nhỉ, để đây rồi chúng bị hiểu lầm. Điệu đờn chỗ khúc quyền thăm nhà nghề trọn bản là tri âm đốc hàng. Hồi ngày xưa đó biết bao nhiêu người mà người ta tin lầm cái lời của Đức Thầy. Hồi đó đó ông Phan Ngọc Châu đó, ông nóng lòng dữ lắm luôn. Ông muốn tìm thầy mà ông muốn tu sao cho đắc đạo liền tại chỗ. Vậy đó mà Đức Thầy khuyên đó, than lòng chữ dạ chớ hoài lo. Ngọc ẩn non côn tợ lửa lò, là ông nóng lòng ông muốn biết ông tu đó cho thành Phật liền tại chỗ gì đó. Vì xuất gia nhất niên là Phật đại nhãn tiền, mà muốn tu cái là thành đạo liền. Thành đạo siêng năng lắm, nhưng mà thời gian sau rồi thầy nói đó, ít ai giữ đặng chi bền, tu theo nước lên rộng bèn thả
cho vui. Buổi ban đầu là tu cái là thấy đắc đạo liền tại chỗ. Cho nên đó, thầy nó than lòng chữ dạ chớ hoài lo, ngọc ẩn non côn tạo lửa lò. Nếu ông nóng lòng thì châu lãng đường dây nương bước ngựa. Châu là cái tên của ông Động Phan Ngọc Châu đó. Nếu ông nóng lòng nó nghe là ông lạc giáo lý của Đức Thầy mà nương theo tâm duyên lý mạng. Bởi vì sao? Thầy nói nay đường bụi có người mở ngõ thì nói theo dấu thỏ đạn. Đạn gì? Vậy thì bây giờ đó, nếu ông mà nóng lòng rồi đó ha, là châu lạc đường dây mà nương bước ngựa. Ông nương theo tâm duyên lý mã là kể như chết núi chuông qua đặng rác làm giò. Muốn qua chuông khổ tầm đường bồng lai, ngày kia được trở gót hài về nơi tiên cảnh là ngàn ngày đẹp tươi. Vậy bây giờ ông tu hành á, phải ngay thẳng lần hầu chứ ông đừng có làm gấp quá. Dục tốc là bất đạt nha. Cho nên lúc đó ông về ông nghe thầy nói rồi ông buồn lắm. Thầy mới an ủi ông: nguồn bạc thủy trong gieo thấy dạng, lẽ nhiệm màu chưa hãng trò ôi. Vì lẽ đó mới đêm ngày buồn bã vô hầu, nhưng mà không sao. Ông tu hành không hợp thì tiên, không dương thì bác cũng quyền công khanh à. Kìa trên tiên cảnh cũng vị ngôi sẵn dạy. Nếu ông tu không về Phật được, ông về cũng ở cái cảnh tiên. Ông đừng có lo. Đó là ông Phan Ngọc Châu ngày xưa quý cô bác anh em mình. Đó, vậy thì bây giờ trở lại qua ba cái mục mà tôi đã giới thiệu cùng quý cô bác anh em mình đây. Một, bây giờ cô bác chúng ta tu sao tu cho nó đúng. Bây giờ hồi nào giờ mình tu á, chắc có lẽ có chẳng có sai gì đó, cho nên thầy mới cho mình cái phương pháp là tu đúng. Hồi nãy tôi nói đó, tu hành mà mãi nan nghi á, ví dụ như bây giờ đó mình tu mình đang làm phước mà gặp nhiều cái nghịch cảnh gian lao khổ khó của cuộc đời, cô bác anh em mình có nghi không? Nếu mình không nghi đó là một tín đồ ngoan đạo, còn mình nghi mình nói ủa sao thầy nói lực nhân quả thật là cao diệu. Thầy nói nếu ta làm phải phước hờ bên lưng mà tôi làm phải cái gì bị các bà làm sớm bắt chữ không à? Khổ xạo quá, có tiền cho bà mượn. Tới chừng đi lại đầu tiền bà nói á, tu mà cũng đầu tiền nữa hả? Gom góp ăn chay đã đời cho bà mượn tiền, tới chừng lại đầu tiền bà nói chị hay là chị tu ngon quá mà sao chị cũng đầu tiền nữa hết chứ hả? Tôi quay qua tôi nói tu chứ phải ngu sao không biết đâu. Trong cực khổ của người ta mà bây giờ không đầu sao được, phải không? Chúng nằm không hưởng của quản tài để khốn khổ mặt ai chối kể. Đồng tiền này đâu phải là trên trời rơi xuống đâu, mà công mồ hôi nước mắt của người ta mà không đậu số được, phải không? Cho nên đó, lúc đó cái nghi, rồi mình đang đi làm phước gì nè mà gặp tai nạn nghịch cảnh tới cái mình nghi. Trời ơi sao mình đi làm phước mà cái gì mà sao mình không suy nghĩ, nhờ cái làm phước mà nó chuyển từ cái nghiệp nặng trở thành cái nghiệp nhẹ. Nhờ đi làm phước cho nên cái tai nạn gãy chân chứ không phải ông làm phước mà chết ngắt rồi. Tại sao mình không suy nghĩ chỗ đó? Mà tôi nói đó quý cô bác anh em mình ơi, lúc mình tu tinh tấn đó, cái tư tưởng mình khác mà lúc mình tu đó mà giải đãi tư tưởng mình khác. Lúc mình tu mà tinh tấn đó, mình bắt cái ghế cao lên mình đốt ngang đó, mà bạn thiên đó mà lỡ nó có chở cái thang đó mà nó té nhẹ cái đó, nó bị chặt chân. Là cô bác chúng ta nói câu khác nè, mình nói nhờ tu tinh tấn, nhờ đốt nhang cho nên mới chè đó, nhờ Phật đỡ đó chứ không thôi là chết rồi. Là lúc đó mình tu tinh tấn. Còn lúc mình tu giải đãi là mình nói khác. Mình mới lên mà đốt nhang mà nó lỡ mà nó té, nó chặt cái chân, cái nói là trời ơi thật trời mua hết linh hay sao rồi, tôi tu mà không đổ tôi gì chơi. Ông mà phải không? Lúc mình tu tinh tấn thì cái tư tưởng mình nó khác, mà lúc mình tu giải đại là cái tư tưởng mình nó khác. Cho nên nếu ở trong nhà đó cô bác chúng ta ai cũng nhận cái trách nhiệm về mình đó thì nó khỏe lắm cô bác. Có cái ông chú này ông ở sớm đó, ta nói nha, ông không có tu nhưng mà ông dòm gặp đó cái gia đình này đó, ở tại đó gia đình gương mẫu đó. Ở trong nhà mặc dù tu nhân không à, mà không có một tiếng tự cãi, mãn năm không nghe tiếng tự lộn nhau với cô bác, im ru nhau trơn. Ông mới rình coi cái sự sinh hoạt sao. Cái bữa nọ qua ông đứng ở phía sau đó, ông cầu thử coi coi gia đình sinh hoạt sao mà gia đình đâu đó thuận hòa, không nghe tiếng cự cãi. Trong gia đình chén mà còn phải thua mà phải không? Để chừng qua mới vừa đứng ở sau hè, cái ông thấy con dâu nó lấy cái tay nó dối lên, nó vừa mới dớ cái chén, cái chén nó làm cái rỗng là nó bể cái chén rồi. Ông nói rầu, bữa nay có chuyện rồi, thế nào cũng có cự rồi. Làm bể chén chỗ này là thế nào có cự lộn à, chứ không có thể nào mà chặt nổi được chứ, con dâu mà. Lúc đó bắt đầu mới vừa để ý ông cầu thử coi sao, thì cô dâu mới vừa làm bể chén một cái rỗng rồi là cô dâu lên tiếng liền:
con xin lỗi cả nhà, tại vì con sơ ý cho nên con làm lỡ bể cái chén để con quét đang con dẹp dọn. Vừa mới nói vậy xong rồi đó quý cô bác anh em mình đó, ông chồng ông lên tiếng liền. Mà ông lên tiếng ông không có trách bà vợ, mà ông quay qua nói dầu sao đi nữa cũng lỡ rồi em ơi, ăn cơm rồi hả làm. Cái đó lỗi không phải tại em, tại anh đóng cái tủ nó cao quá cho nên cái lỗi đó là tại anh. Cô bác mình thấy độc cáo không? Chứ không phải quay qua nói đàn bà hư. Quay qua nói đàn bà hư, có cái chén nào mà cũng làm bể. Bắt đầu qua bà vợ có quay qua nói vậy giờ hôm qua ông làm bể rồi sao? Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa mới không đời nào khê. Mà vợ giận thì chồng phải ủi an, thuận bồn xuôi gió mới tào khang trọn đời. Cho nên thầy mới nói câu là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận. Bà vợ mới vừa đặt hương một cái rồi là ông chồng ổng gánh cái trách nhiệm liền. Ổng nói cái đó không phải tại em, mà tại anh đóng cái tủ nó cao quá, cho nên em giới không tới, cái đó là lỗi tại anh. Nghe nói vậy cái bà vợ bà đang á, bà đang buồn mà mới xuống một cái họ đi. Phải không quý cô bác? Làm trai lấy được vợ hiền cũng như cầm tiền mua được của con. Làm gái lấy được chồng khôn mới gạn danh tông tổ kiếm đồn nữa chứ. Rõ ràng là như vậy. Bắt đầu quay qua tới bà và chồng bà bước vô nó chết rồi. Gặp bà và chồng vô là chắc chết rồi. Bà và chồng bà bước vô bà nói đó, các con đừng có cãi giả nữa. Cái lỗi đó là do mẹ, tại hồi nãy mẹ để cái chén lên mà mẹ để hơi meo, cho nên con dâu nó mới rớt tới cái là rớt, cái đó lỗi tại mẹ. Bà mẹ bà gánh cái trách nhiệm. Mà thường khi đó quý cô bác, lúc mình tu thôi, còn lúc mình không tu đó, bình thường ta để đồ đạc này kia đó, mình tránh mình né đó, đi không có cái gì xảy ra thôi mình không đổ thừa. Mà hãy có cái gì cái đó đó, để đồ đạc mình để chỗ này nè, tôi không té sao được. Đổi thừa tại ta liền phải không, chứ mình đâu có đổi thừa tại mình đâu mấy chú, có không? Có, mình đi đâu đó mình lỡ mà mình né đó mà mình lỡ chậu té cái hỏi gì đổ thừa ta, tại nó để cái đồ này đây nè. Cô bác ơi, vừa mới nói xong bà già chồng mới vừa trả lời vậy là cả nhà hoan hỉ hết rồi. Đứa cháu ngoại nó mới bước vô, cháu nội chứ, nó bước vô nó nói á, thôi cả nhà ai cũng biết lỗi hết rồi, bà cháu, cha con, chồng vợ mình ăn cơm đi mẹ. Quay qua rồi cả nhà quay quần ăn, từ trên tới dưới thuận hòa hay hơn châu báu ngọc nhà giàu sang. Thầy về tâu lại Phật đàn, cuối sinh nhỏ phước là sớm làm bình yên. Phải không cô bác? Vậy thì bây giờ sống trong cửa đạo gái bao nhiêu em hạnh phúc chưa từng có. Từ trên tới dưới luôn, cái đó là cái càng học đối với cô bác. Đó, vậy thì bây giờ ở đây đó, thầy nói cái câu thầy nói đó, tu hành mà còn mãi nan nghi. Bây giờ ở đây mình còn nghi không? Con số cô bác anh chị em mình coi vậy chứ tu chứ còn nghi á. Hồi đó đó có hai người đó lại hỏi với Đức Thầy. Mà hai người lại thầy khuyên tu đó, có người thầy nói nè, ông về bớt làm ăn lợi nghe, đặng lo tu. Bởi vì ông này ông tối ngày ông nghe theo lời của Đức Thầy đó, ông xin con bên rồi. Thầy kêu phải cần kiệm sốt sắc lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, cho nên tối ngày ông làm ăn không. Ông không có đi đám tình đám tự, không đi đám vỗ đám quại, không có đi đám gì chân, ông lo làm ăn không à. Cho nên hãy lợi cái thầy nói nè, về đó con bớt công chuyện làm ăn lợi đặng mà lo đi tu với người ta. Là tại vì ông đó không làm ăn không hảo thêm một bên. Còn có người á, buổi chiều lại cái hỏi thầy, cái thầy nói nè, về bớt á, về bớt tu lại đi, đặng lo làm ăn với người ta. Là tại ông này ông lo thiên thơ, ông nói mai đời tới rồi. Quất cho nó hết. Phải không? Có ông đó lại hỏi thầy, nó dạ bạch thưa thầy, con nghe thầy nói đó đời sắp sửa tới rồi. Vậy chừng nào tới thầy, thầy hỏi chi vậy? Nó dạ tới đặng con xả. Thầy nói bây giờ không xả cho người ta, đợi cho chừng nào tới rồi xả ai cần nữa. Cô bác mình thấy độc đáo không quý cô bác? Vậy thì bây giờ muốn xả xả bây giờ đi. Thánh hiền nói tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện mấy người ưa kính thờ, để chết rồi cũng bỏ của bơ vơ, chi bằng làm phải chịu thơ đi đời. Vậy thì bây giờ đó, xài Đài Loan mà nó đang có giá đó, mà mình bưng lại đồng đạo mình cho nó, cái đó mới ngon. Còn này đó, tôi nói nghe nó bán bỏ không được, lợi lòng bộ nói nghe nó tốt nữa. Trời ơi, này tôi cho anh hai xài, anh với tôi lấy thảo. Dòng bán người ta không mua. Còn cắt nước rôm cũng vậy nữa. Bây giờ cắt nước rôm thì cái lúc mà đồng đạo của mình đó mà đang có đám có tiệm gì đó, nước rôm bút đó đem lại cho đồng đạo đi.
đem lại cho 1-2 ký gì hiến cho đồng đạo đi, còn cái này bán không được rồi về còn ba bên núng gom nở nở không à, lợi còn nói tốt nữa chứ. Chị hai ơi, dùng mình ăn chay không à, thành ra ba núng gom nở này ăn ngon hơn núng gom bớt trời ơi. Cho mà còn nói tốt nữa chứ phải không đi. Cho nên tu trên nó cũng còn tâm xấu chút đỉnh phải không. Tu trên cái chừng mà lên xe đi núi đó, dành ghế chút ngồi mới chịu chứ sao không chịu á. Cái chừng vô nhà trọ rồi đó phải lựa mấy cái gối nào mới với mấy cái mền mà người ta mới đưa mới chịu chứ. Mà cái này là nó dính hoài phải không. Đa số mà hết cái người nào tu đó mà chịu thiệt thòi là cái người đó ngon đó quý cô bác. Bây giờ đó Phật thầy Tây An nói câu gì nè, thiệt thòi gì nè, chính xác luôn, thiệt thòi cám chịu đã đánh vô di phạm gì thầy dặn cho con. Trong gia đình đó mà đứa con nào nó chịu thiệt thòi chừng nào là đứa đó nó sau này nó hưởng cái công quả nhiều hơn đấy. Đóng tuồng cải lương mà cái người nào mà chịu cực khổ gian lao chừng nào là người đó ngon hùng đấy. Cô bác ơi, nói tới đây tôi mới nhắc luôn, đời không đạo đời vô liêm sĩ, mà đạo không đời đạo biết dạy ai nha. Quý vị mình thấy đó, con người sống trong cuộc đời đó, hô quán sanh tử đã đời rồi cũng chết à. Ngày qua đó nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh định biệt rồi đó. Phải không, tôi nhắc luôn, vừa đời vừa đạo mà. Đời đạo liên quan một mối tình, đời mà không đạo phải nghiêm chinh. Đạo đời như thể hình như bóng, đời đạo liên quan sẽ dạng tình. Sống cỡ nào đi nữa rồi cuối cùng cũng chết thôi. Phi Nhung nó gian dội một thời, một năm qua cũng đã bị Covid đi rồi. Giờ này tới cái căn bệnh ung thư của ca sĩ là nổi tiếng là ưu tú Vũ Linh. Mới có 65 tuổi rồi quý cô bác. Năm nay 65 tuổi à? 65 tuổi, sinh năm 1858, 65 tuổi đúng. Hồi sáng này đó là mới luyện rồi tôi mới nói Vũ Linh, bây giờ cũng Vũ Mùng. Tiêu, phải tiêu thôi quý cô bác anh em mình. Giàu sang cũng chết, sạc xài cũng dâu, thông minh tài trí, anh hùng ngu si giả dỗ cũng chung một rồi. Cuộc đời nhiều nỗi gai go, mau mau nhẹ bước qua đò sông mê cuộc đời, nên chán nên ghê tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Ngày qua Đại Đồng Tháp mới báo đó, nữ nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy và Bạch Tuyết hiến cái tiền bông lúa vàng ra để cất hai căn nhà ở bên Đồng Tháp ở bên bệnh. Có phải Kim Bằng làm phải không? Vậy bây giờ đó, cái người theo đức thầy ngày xưa nè, võ sĩ cũng tu nè là ông Võ Sư Cường, phải không? Thi sĩ cũng tu là ông Thi sĩ Việt Châu. Tiến sĩ bác sĩ cũng tu là bác sĩ Cao Kiều Lợi. Hạc sĩ cũng tu rồi á, mấy ông mà trí sĩ cũng tu luôn. Thầy nó khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, giấc mộng nam khá chốn thế trần tạm giả mà nó gạt cuộc đời. Cái thứ á, toàn bộ đây nó giả mà nó gạt cuộc đời mình. Nếu mình tu mình không biết là nó giả, nó gạt cuộc đời mình nữa cô. Nói gì chứ bà vợ bà nói, ông ơi, ông tu cho ông phải cắt cái nhà cho nó rộng rộng, đã có mời đồng đạo Tư Phương với đồng đạo bây thiệu lên nói chuyện chứ. Nó gạt rồi tôi. Chứ bây giờ cái nhà hẹp quá, gọi em đồng đạo tới ít rồi làm sao nói chuyện. Cái ông chồng ông nghe thấy có bộ có lý được quá, nghe ông lên trên chi tôn trở ông quốc cho 30 con ruộng. Mà vô 30 con ruộng mà làm sao lại gì đâu quý cô bác anh em. Mà biết rồi nó muốn chết, đứng ra nó té tới té lui gì nè. Cũng gì nổi nữa mà cũng đầu tắt mặt tối hết trơn. Lo bơm nước bơm nôi, bắt đầu làm được, cắt lên cái nhà rộng rồi. Qua năm trước rồi nha, qua năm sau bà vợ bà gạt thêm cái nữa. Bà nói ông ơi, cái nhà của mình thì rộng quá mà trong nhà không có cái đồ gì coi xuống được. Nó ít ra nó ở trong nhà cũng phải có cái tủ thờ. Bây giờ mình khá đi mua nước đá coi sao xong, quất cái tủ lạnh. Quất cái tủ lạnh xong rồi cái bắt đầu là qua năm sau, qua năm thứ ba cái nó nhà mình nó vào. Nếu để gì ăn trộm nó ăn cắp sau, làm cái hàng rào. Rút ngang cái hàng rào nữa tới 4 năm cái ông đi cũng hết nổi rồi. Tới chừng quay qua đó ông hỏi bây giờ còn gì nữa không bà. Cái nói giờ đó là nó cũng tạm độ đủ ổn rồi ông. Cái nói
Bây giờ đó bà sinh tôi 4 năm, tôi làm đủ hết trơn, nhà cửa ruộng vườn đất cát hàng gào đồ này kia, sắm chiếc xe Honda đồ đủ thứ. Bây giờ đó bà chỉ cho tôi cái một thôi, hỏi cái gì nó cái hòn. Bao nhiêu của cải gom tôm giờ đây còn lại một hòn mà thôi. Phú quý tạo đời thêm mệt xác, tham danh thế đạo trí đâu yên. Sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh mới đánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Quý cô bác thân yêu, phải không? Vậy thì bây giờ đó, cuối cùng rồi đó, mình làm những cái gì đó mình để lại, chết không được mang đi, cực khổ gian lao gì nó mà mình làm. Còn những cái đó mình mang đi được, khỏe, hưởng hiện tại, mà tại sao mình không làm? Những cái tội với cái phước nè, mình làm nè, mình đi theo nè, nó mang nó đi theo mình, nó bên mình nè. Phước nhiều tiên cảnh lên rồi, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thế, chừng ấy mới biết chỉnh ghê. Ăn năn chẳng kịp khó bề tính con, ngày nay là hiện bây giờ nè, sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật đặng cứu an linh hồn. Bây giờ con hỏi đó, mình ăn chay đó, ngày hai cơm tẻ mình có đủ hết trơn rồi, có còn thiếu gì nữa không mấy chú? Cũng như bây giờ nhà của chú Tư Vinh bây giờ cũng đầy đủ trên nhà tường nhà ngói, khổ có còn lo mưa lòng gió lọt gì nữa hết trơn rồi. Bây giờ thầy đó nói miễn cho được ngày hai cơm tẻ, buổi sáng mình ăn tàu hủ, chiều có mình ăn nước cơm vậy là được rồi. Còn trả đỡ gì nữa đấy, thì mình lo cho cái thân này là nó tạm đủ rồi đó, ổn rồi đó. Bây giờ tình danh lợi ruộng vườn con vợ sáu món đều là nợ ba sinh, chi bằng lánh chữ nhục dinh niệm câu lục tự mới tánh linh còn hoài. Tình danh lợi ruộng vườn tiền bạc bảy món làm luôn lạc tâm chân, tu là cổ phúc gì hơn ái tình quan nghĩa là nghĩa nhân chẳng còn. Hồi nào giờ đó tao đã cả cuộc đời lo cho vợ, lo cho con, lo cho cháu, cháu chắc, cháu công, cháu nhái gì đủ thứ hết trơn rồi. Bây giờ ngày nay khoảng đời còn lại tao gắng cố gắng lo thực hành những gì lời dạy bảo của Đức Thầy. Đã kịp tới ngày tự thần gõ cửa, mình có số vốn đang trở về với quê xưa cảnh cũ, hầu có đủ điều kiện đang gặp Phật gặp Thầy ở Đông Hoa Đại Hội đây. Bước đường đời chứ tiếp mãi tiêu lưu, mà nơi cửa đạo phải dừng chân diễn sư. Đó, vậy bây giờ con mong rằng cô bác anh em mình, Đức Thầy này đã chỉ dạy nhiều lần rồi, mình gắng tu sao tu cho nó đúng, chứ tu mà mình còn nghi nan hoài là không có được, phải không? Cái thứ hai nữa, Thầy nói tu sao nè, tu còn vị kỷ gì nè. Đó, cái đó là Thầy nói bên mấy cô đó nghe. Hồi nãy là tôi nói bên mấy chú rồi, bắt đầu bây giờ tới qua bên mấy cô đó. Tu còn gì ái ố hay gì đó. À, con nghe mấy cô mình nhắc lại, tu còn ái ố thân si, tu còn nhiều tánh dị kỵ trận tận mê, làm sao của Phật giữa kệ. Hồi ngày xưa đó, bạn của bà Năm á, là bà Năm á, là bà Năm Lửa đó, lại lên thăm Đức Thầy trên tổ đình đó cô ấy. Mà bạn của bà đó, bà có ông chồng là bên Cao Đại Giáo, tu bên Cao Đại. Còn bà thì bà tu bên Phật Giáo Hòa Hảo, là bạn của bà Năm Lửa mà. Tới chừng lên thăm Đức Thầy, mà cô bác anh chị em mình hơi, Thầy có tuy là hữu ảnh vô hình, chứ dân lòng tưởng là sân tình đâu ra. Mỗi một việc làm của mình Thầy biết hết, không có bao giờ mà Thầy không biết. Cô bác mình đừng nghĩ là không có Thầy rồi không ai biết ai hay nghe quý cô bác. Tới chừng đó, bà Năm Má Lửa cùng với bạn của bà đi lên thăm Đức Thầy trên tổ đình. Lúc đó đó, Đức Thầy nhìn thấy bạn của bà Năm mà Đức Thầy buồn lắm. Con hư đau dạ mẹ cha, trò hư đau đến xót xa lòng Thầy. Bà buồn dữ lắm luôn. Lúc đó là Thầy buồn, nhìn bà, nói chuyện với bà Năm Lửa không mà không nói chuyện với bạn của bà Năm Lửa. Lúc đó bà buồn quá, bà mới kéo bà Năm Lửa ra, bà nói chị Năm ơi, chị Năm, sao chuyện này tôi không biết, tôi lên tôi có gì sai trật không mà thấy Thầy nhìn tôi Thầy buồn quá. Không có đợi tới đó, bà Năm trả lời, Đức Thầy ngài bước vô, Thầy nói nè, tôi hỏi thiệt cô tu sao mà cô để cho người ta mắng vốn tôi hoài không? Cô để cho người ta mắng vốn người ta mét tôi hoài hả? Cô bác mình biết sao không? Bạn của bà Năm Lửa ở nhà đó là tu á, ông chồng là bên Cao Đài Giáo. Thì mỗi lần nó có cái chuyện gì xảy ra rồi đó ha, bà vợ phải chửi ông chồng như tát nước luôn. Mà hỏi một lần chửi ông chồng rồi ông nhịn, ông có nói gì trơn á, ông lợi đó, ông phanh tay trước chân dung của Đức Thầy á cô bác. Ông nói ông Tư, đạo chồng vợ phải thuận hòa cho đất khác. Nó mỗi lần tôi cặp có cái gì sai thì cũng vợ chồng đó mà.
phải đâu đó cải sửa lại, chồng giận thì vợ bớt lời, có đâu mà vợ ông á, ông trưởng tôi dưỡng gì ông tư. Ông về ông dạy tín đồ của ông lợi gan tư, mà hãy mỗi một lần đó hãy chữ ổng lợi mép thầy như vậy đó. Bà năm bá thưởng đâu thầy đâu có hay. Ai về lên chởn rồi thầy hỏi gì chứ, cô tu sao mà cũng để cho người ta mắng vốn tu hoài á. Đó, bà bước vô bà vừa khóc mà bà quỳ bà phanh tay bà nói dạ thầy, bộ mỗi lần ông mép thầy hay nữa hả thầy. Hồi đó đó khi mà ở tại Sa Đéc đó là hàng Tây Ba riêng nó đưa đến thầy đi đó, mà tín đồ than đó mà thầy còn nói là tiếng riêng than tai nghe thảnh thót. Cái tiếng riêng than của mình đó, riêng than của mình thôi thầy nghe thảnh thót. Trăm ngàn nhà bổn đảo ước mơ con lạc cha con hỏi u ơ thầy xa tới ngẩn ngơ thương mến. Vậy bây giờ đó, cái thứ nhất là mình tu á mà còn ái ố sân si coi chừng sau này đã bị thầy chê quý cô bác anh chị em. Còn tu phải gặp người gặp thử thách nha. Hồi kỳ đó đó con nghe anh Hai Nghĩa có kể lại câu chuyện là hồi đó năm 1975 vừa qua rồi đó quý cô bác. Sau khi người ta chưa cho tự do tín ngưỡng của tôn giáo mình đó, Phật giáo và hảo mình gặp pháp nạn rất là nhiều. Lúc đó còn đi đám tình tự, tao nói nghe đi trốn lên trốn xuống phải không mấy chú? Đọc giả ở trong nhà đó mà mở cái máy cassette đó mà dặn đủ lỗ tai nghe chứ không dám cho bên ngoài. Lúc đó bắt đầu thời gian sau rồi đó là 3-4 năm sau, năm 78, 79, 80 rồi này kia đó, có một số rồi đem đồng đạo mới bắt đầu dạng dĩnh đi đám tình. Lúc đó đó, cái ông ở xã đó, ông chủ tịch đó, ông mới mời lại hết trơn nguyên một cái tốp đi đám lập tình đại diện là mấy ông lão đó. Mời lại gần 30 người đặt đại diện. Mời lại bắt mấy ông phải làm sao cam kết từ đây sao không cho mấy ông đi đám tình nữa. Cô bác ơi, mới vừa lọc lên cái bàn sàn sải mới con bữa trước rồi đó, 30 á, 30 đông, mà qua bữa sau lại còn lại có 20 đó, nó quất hết cái 10 hộp rồi. Mới có ngày một mà nó lọt xuống 10 hộp ở dưới đó. Cái bắt đầu nói bây giờ mấy ông tính sao, mấy ông kia bây giờ ta ký tên cam kết với tôi là ta không có đi đó một tuần nữa, không có đi nghĩa là xung quanh làm mất an ninh trật tự nữa, tại vì bây giờ tôi cho ông trong vòng 7 ngày nữa, mấy ông tính sao đó tính. Cô bác ơi, 7 ngày nữa sàn sảy, 7 ngày nữa còn lỡ có 10 người rồi. Mà còn lỡ gì đỡ đỡ là thầy nói 10 phần hết 7 còn 3 nữa chứ. Hết 2 rồi còn 1, ông ta nói đó, phải không? Vậy thì bây giờ đó, ở đây đó mà mình tu đó mà yếu yếu đó, ở bển đó, thầy buồn dữ lắm, buồn luôn. Mình tu ngon thì thầy vui, thầy nói thánh tiên vừa nhích miệng cười chúc mừng tình thế có người chân tu. Còn thầy nói đó, lôi âm, sắc lệnh, đồi rài, hỏi hát. Cuối đầu câu trước Phật đàn lê dân ngoan ngặn sớm làng cường khôi, đầu lui tâu lại khúc nôi 100 mới đặng ối thôi có 10 người. Mãn lo cao thấp ngạo cười bởi chân trần hạ biến lười không lo, Di Đà nghe tấu sao? Hồi rồi ông nghe tấu buồn so luôn. Di Đà nghe tấu buồn so, dạng dân bá tánh đắn đo nhiều bề làm sao cửa Phật giữa kề, phải không? Đó, 3-7 bữa sau rồi còn lại có 10 người. Bắt đầu nghe sàn lẫn lên nữa. Bây giờ mấy ông tính sao? Bây giờ tôi cho ông trong vòng 3 bữa nữa mấy ông còn tính sao đó là mấy ông ký, còn nếu không là đưa đi cải tạo. Cho mấy ông đi mần cải tạo cho biết như ta. Tu mà có gì đâu phải cải tạo, tại họ thử thách mình thôi đó. Ông nhồi quả cho người hành đạo có lúc nguy nàng có thối chí cùng chăng. Nếu bòi đồng thì bị quả cao thang, còn cảnh trách dạ là bỏ làm Phật thân. 3 ngày sau đó còn lại còn có 3 ông à. 10 người hết 7 còn lại còn có 3 ông. Lúc đó tôi đi vô nó nói đây là sắc kẹo lại cuối cùng. Sắc kẹo lại cuối cùng. Bây giờ còn 3 ông này tại sao người ta đã về 27 ông hết trơn rồi còn 3 ông ngồi đây hoài. Mấy ông tu hành mà mấy ông sao cố liền quá hả? Mà thầy nói cô quý cô bác, phận tu hành tai ghét mà mặt liền. Y ra Nhân Thanh Tính Sĩ ngày xưa gì đó quý cô bác. Đem ra hạ chén đầu chém chứ dứt khoát là chết chết chưa không bao giờ bỏ đạo quý cô bác. À, thành ra bắt đầu 3 ngày sau rồi đó là làm lợi còn có 3 ông thôi. Xác hẹo lại, bây giờ còn 3 ông nói bây giờ tôi cho ông trong vòng 1 ngày nữa thôi. Bây giờ ông tính sao đó ông tính. Mấy ông này ta nói nghe tới đó quýnh đích hết trơn rồi. Bây giờ người ta về 27 ông rồi còn bây giờ còn có 3 ông tính sao đây. 3 ông xác kẹo còn 1 ngày nữa còn lại có một mình một ông một. Còn 2 ông kia ông sợ quá, anh hai ơi tôi về để bỏ vợ một con chết. Còn có một ông một. Còn có một người một thôi.
còn có một người một thôi. Lúc đó là nó phải khắc hẹo là còn có một người là này đứng hạng nhất, rồi còn gì nữa. Đi vô, cô bác anh chị em mình ơi, tôi chừng đi vô hỏi cuối cùng cho bây giờ ông tính sao. Tôi cho ông trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, một ngày rồi, bây giờ cho ông một tiếng đồng hồ nữa, ông suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu ông không ký đó là tôi sẽ ký đơn đưa cho ông đi một mình một cho ông biết với người ta. Ông này ông suy nghĩ, ông nói sống một ngày có đạo khác cũng hay. Bây giờ mình đã nguyện một đời một đạo với Đức Thầy rồi, Thầy nói sống sanh ra phận râu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Thưa quý cô bác anh em mình, ổng suy nghĩ vậy, ổng nói đó, trước sau thì nó cũng chết thôi. Vậy thì bây giờ tôi quyết một lòng, không là không dứt khoát. Một tiếng đồng hồ vô, bây giờ ổng nói ông tính sao. Nó bây giờ tôi đã quyết một lòng rồi, tôi theo đạo theo Thầy, dù tôi có chết tan xương nát thịt, giờ tôi cũng nguyện một lòng theo đạo theo Thầy. Giờ vậy ông ngồi qua đó đi, tôi lập biên bản đâu đó rằng tôi đưa ông đi. Tưởng đâu vậy, lấy giấy tờ ra lập biên bản đã đợi ghi tên chứng nhận đây là người tín đồ ngoan đạo thiệt luôn. Trong bồn đạo cùng là sư dài ráng bền lòng cho nửa thiện từ, hết khổ lao thì đến vui cười, chừng ấy mới thị tình. Mình gán sao mà nó bền đồng đến cái giây phút cuối cùng vậy là thắng đó cô bác anh em. Cái lúc đó là cái lúc nhồi quả đó cô bác anh em, phải không? Vậy thì bây giờ mình tu giờ cũng vậy nha, gán một đời một đạo đến cái ngày nhắm mắt á, dù cho bác sĩ nó có lợi, nó nói bà ăn cho nó khỏe bổ dưỡng gì lợi đó, nguyện một đời một đạo đến ngày chung thân. Thà là ăn miếng tương đặng chết nhắm mắt về Tây Phương, chứ đừng ăn miếng thịt bò đặng chết mò qua địa ngục chết. Trong hai con đường, thiên đường siêu thoát thời thông thả, địa ngục cầm lưng ách đảo điên, nên chọn một nơi thanh tịnh ấy và cứt trần bất nhiễm mới là yên. Vậy thì bây giờ cái đó là con nói về cái tu đúng và tu thiệt. Đó, cái tu đúng. Cái thứ hai là cái mình tu thiệt. Bây giờ Thầy nói lòng dụng tu thì phải thiệt thành, chứ đừng có ham niềm sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Vậy bây giờ cái phương châm mà Thầy dạy mình về phương pháp mà tu thiệt đó, lòng dụng tu thì phải thiệt thành, chứ đừng có ham niềm sung sướng. Nếu mình tu đó mà sung sướng á, khó tu lắm cô bác. Trên đồi cao sen không thể mọc, sống an nhàn cái khó học chữ tu, phải không? Hồi lúc mà còn nghèo nghèo đó, cái chiếc xe mình còn bèo đó, mình dễ làm phước lắm. Mà chiếc xe sống hơi mới cũng khiến cái khó làm phước. Hỏi sao kỳ hả? Hồi cái lúc xe còn bèo đó, ai đi lấy thuốc đâu mình cũng kêu lại lấy xe mình đi chứ. Có đi lấy thuốc đâu lại lấy xe ra rồi đi. Bị xe nè, nó muốn bánh gọi cho mày đi thuốc. Mà từ hồi đổ chiếc xe lắm, lại giờ người ta hỏi mượn cái nó chứ ngửa bả đi chợ đó. Con đi đâu? Không làm hại không biết chứ. Ở cái lúc cái chiếc xe của mình nó còn tệ đó, ai mình cũng kêu cho mượn hết trơn á. Mà từ hồi xe mình đổi nó đẹp đẹp tới giờ đó, tôi nói thiệt với quý vị mình á, là người ta lợi người ta hối cho là bà lợi nó chút nữa đi chợ giùm tôi cái. Chứ để bây giờ đồng đạo mà mượn đi chợ thuốc hơn cũng lẽ đợi người ta con nó kỳ. Mà nếu để thì nó cũng kẹt. Cũng kỳ với kẹt hơn đó quý cô bác. Hồi lúc mình còn mà nghèo nghèo á, mình tu ngon dữ lắm luôn, đi làm từ thiện xã hội đường này kia đủ thứ trơn. Mà từ hồi cắt cái nhà tới giờ đẹp đẹp cái mỗi lần bỏ nhà đi cái sợ anh trộm cái đồ đi được. Hồi nó đau thì nó liều mạng, nó muốn cho chết liền không à, giá cho cầu nguyện cho tôi chết đường này kia đường đi. Mà tới chừng hồi cái có tiền có của lên cắt nhà cao cửa rộng, lúc đó đau chút xíu mày chở tôi đi chết luôn. Ngày xưa đó có cái ông, ngày xưa có cái chào vua này ở đất nước đang lâm nguy ngoài chiến trường á, ở trong con dân đất nước này có ông này, ông bệnh đau ung thư sắp sửa tới thời kỳ cuối rồi, thành ra ông không có còn sợ chết nữa, cho nên ông đăng ký ông đi ra ông đánh trận, ông đánh 10 trận 10 thắng. Bởi vì ông liều mạng, ông nghĩ thế nào chết cũng có vợ con lãnh luôn, cho nên ông đi ông đánh ông liều mạng, nó trước sau thì mình cũng bị ung thư chết Hàn Quốc.
Ông ra đánh mưu trận người khác. Thầy Thắng lò ra nhà vua, thấy ông này ông dũng cảm hiên ngang quá, thôi đem ông về ông trị bệnh. Đưa ông lên thăng quan tiến chức, từ ngày ông cất nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, rồi từ đó sau ra trận đánh trận nào ông thua. Cô bác mình biết sao thua không? Tại vì hồi đó đó, ông ấy nghĩ trước sao dụng bệnh ung thư ông chết ông liều mạng. Còn bây giờ ông hết bệnh rồi chết, bỏ vợ bỏ con sao luôn. Cho nên á, mình tu á, mà thầy nói á, mình tu á, mà mình nghèo nghèo á, thầy khen. Khen với lắm của cô á. Hiền tai hồi giả nhất biểu ẩm nhất đang tự tại lậu hạn nhân bất kham kỳ u hồi giả bất cải kỳ lạc. Hiền tai hồi giả. Lành thai trò hồi chỉ bầu nước tai cơm, sống trong chỗ chật hẹp không ai sống nổi mà trò vẫn lấy đó làm vui á. Nghèo thầy nhang bầu nước tai cơm đi cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bả lỡ. Mình nghèo mà mình tu á, thầy thương. Mình nghèo mình niệm Phật á, ông Phật ổng khen. Đừng khi nhà là một cánh mà biệt niệm Phật sáu bằng bạc muốn giàu sáng như nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn mà nó tuôn à ơi một giờ. Hãy là tí nghèo dùng đỡ cháu nào bờ lòng niệm Phật thì sao thánh nhà. Chữ bần tiện khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngai đàn. Hay là thầy nói đi tu hành chịu chữ gì nữa. Nghèo nàn sao đắc đạo gặp điều. Gặp điều cao quý. Nay ngủ khờ lẹn lõi hương thôn, sao đắc đạo tiếng đồn cũng biển. Thì ngày nay mình tin nghèo gì chứ. Đừng khi nhà lá một căn nãy con nói đó, mà biết niệm Phật sao có bạn bạc muôn luôn. Đặc biệt chính xác là như vậy. Vậy bây giờ cái thứ nhất mình tu đúng. Cái thứ hai đó mình tu thiệt. Mình tu sao mà lòng mà mình tu thiệt cái là có thật. Trời hỏi mình có tu thiệt hay không. Cho có một số nghe quý cô bác. Thấy gia đình nghèo nghèo mới vừa chết rồi đồng đạo mình cho táo gạo cái lợi cái hút cái con liền. Nhưng mà vài bữa rồi không ai lợi thăm nó trên cái lúc đó cái nó có không? Có. Nhiều khi mình thấy gia đình cực khổ quá gian lao đem lại cho táo gạo đồ này kia đưa thượng đang bảo cái vài bữa cái đói khổ cái nó nói thôi bây giờ tu học đồng đạo đồng nhìn nữa thôi nghỉ. Người đi lên trên núi đó gặp anh em khuyến khích cái nó phát tâm như núi ngã. Tới chừng về nhà cái lúc bạn bè lâu kéo cái nó tan rã như nấm gôm mà giọt như nấm gôm mới giá sáng còn trắng queo kèo đỏ ao. Đụng cái là nó làm cái èo liền. Chết điện tại chỗ phải không? Cho nên ở đây đó thưa quý cô bác anh em mình đó, làm sao mình gán đó. Thầy nói lòng dục tu thì phải thiệt thẳng, chứ đừng có ham điều sung sướng. Mình tu là phải lạc đạo nè, an bần nè, xả thân nè, tu tỉnh nè. Nếu lạc đạo mình không có vui với đời. Nếu an bần không có tham cầu danh lợi. Nếu xả thân không còn mến tiếc của cải thế gian. Nếu tu tỉnh là không đọa lạc trong chốn mây đồ. Mà không đọa lạc trong chốn mây đồ này rồi đó, kể như thầy nó mãn kiếp không cần thế sanh lạc quá. Ta bà chẳng chối buộc người tại người, chối buộc vào nơi ta bà. Xe báo đỏ đầy nơi thất bảo, chờ người niệm Phật trí tâm thành. Khuyên người niệm Phật gắn kiên, nơi ao thất bảo qua liên đỡ chờ. Ở bên kia là qua liên đang đỡ chờ mình từng ngày, từng phút, từng giờ, từng giây đó quý cô bác anh em. Rồi, bây giờ một là tu đúng. Cái thứ hai cô bác anh em mình tu thiệt rồi. Bây giờ qua cái thứ ba đó là cô bác anh em mình làm sao gắn cố gắng còn. Còn cái cuối cùng tức là mình tu sao mà cho nó bền thôi. Thế mà cái người bền là thắng đó quý cô bác. Bây giờ cô bác mình thấy không? Ở bên ngoài đời nè, ta làm ăn thì thất bại nè. Làm gãy thì thất giá nè. Làm ruộng thì thất cua lúa thất thu nè. Thấy không? Công nhân thì thất nghiệp nè. Mấy người cá độ thì thất tình nè. Nhảy sông chết nhóc chân nó thấy không? À, bây giờ là người ta thất nhóc của cha rồi. Còn mình ở đây đó, làm sao gán tu sao đừng cho thất nghiệp. Thầy nói ai biết nghe thì sớm liệu con để đến việc như người. Như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp ráng mau chơi mới kịp đạo hồng. Vậy thì bây giờ
tôi bảo đảm cô bác anh chị em mình ở đời ở bên ngoài đó, người ta làm cái gì người ta cũng có bị thất hết trơn á, nhưng mà làm từ thiện xã hội với đi cầu nguyện đó, với đi đám tình không có thất nghiệp. Ngày nào cũng có cho quý cô bác anh chị em mình, phải không? Bây giờ trong thời gian còn lại chỉ còn có chút xíu thôi, vài phút thôi, rồi còn 15 phút tôi xin trả lời hai câu hồi nãy nghe chứ không cho thiếu nợ. Hồi nãy cái cô hỏi tôi đó, cô hỏi tại sao Đức Thầy nói đó là đời người ta nói đó là buồn cho ba tánh hết mù tới đuôi, rồi tại sao đời của người ta đó là hết ngu thì tới khôn, sao hết ngu tới vậy? Ủa tại sao nay đà gần cuối mùa thu rồi hết ngu rồi tới vậy? Đời ở thế gian đó ông ba ông nói nha, ông nói gì nào quý cô bác nhớ câu này: dạy đời khôn đạo mới khôn. Dạy đời tức là mình dạy về chuyện đời mà khôn đạo mới khôn. Khôn đời mà dạy đạo là tự chôn lấy mình. Đường đời chặt hẹp người chen lấn, còn nẻo đạo thênh thang kiếm kẻ tầm. Đời dạy ta muôn ngàn cách giữ, đạo dạy đời chỉ một chữ buông thôi. Cái đời đó nó dạy mình cái cách nắm giữ của cải, tài sản, vật chất, anh em đủ thứ, nhưng mà đạo dạy mình chỉ có chữ buông thôi mấy chú. Mà mình buông tất cả là có tất cả, còn mình nắm cái nào là dính cái đấy. Cũng như bây giờ trên bàn con nè, cái chậu con nè, lưu nước nè, quyển sách giảng nè, cái điện thoại nè, mà nếu con nắm cái nào là cái đó trong tay con, phải không cô bác? Con nắm cái nào là cái đó trong tay con, còn con buông tất cả thì tất cả cái này là của con. Dễ hiểu không? Vậy bây giờ đó, mặc dù mình sống độc thân, bởi vì đó mình sống á, mà mình lập gia đình bước lên, ai cũng muốn có cô vợ đẹp hết. Mà tới chừng lớn lên có cô vợ đẹp còn cái là bắt đầu á, nguy à, nhìn dữ à, có vợ xấu bị ta chê chứ có vợ đẹp cái ghen à, chuyện đâu không cho à, chứ không phải chuyện dở à. Hỏi cái anh này anh than như tôi, anh nói bảy thiện ơi bảy thiện, tôi lập gia đình ba lần rồi đó, mà tôi đâu phải xấu đâu, mà tôi lập gia đình ba lần đều gian dở hết. Tôi hỏi ông gian dở sao đâu, ông chỉ đi, tôi chỉ ông cái ông lập gia đình sau cùng này, nếu có gian dở đó ông lại đây ông lẻ cái đầu tôi nè. Ông hỏi sao ạ? Tôi nói ông lập gia đình sao, nói tôi lựa cô nào cũng đẹp chứ, tôi nói tại lựa đẹp đó mà mất. Ông lựa bà nào xấu quá cái môi chè chứ đi cà thọt gì đi. Tôi hỏi cô bác anh kia mình đó, mình đi lại chùa hay mình đi núi, mình đi vô mình cúng mình kiếm đó, nếu mình đem đôi dép đẹp có phải mình có chừng không? Còn mình đem cái đôi dép hai cái trước mình mở mình cắt cái mỏ khúc cái trời thì rồi ai đồng lấy. Vậy bây giờ đó, những cái đẹp là những cái mà người ta đang tranh giành, thì thôi bây giờ đó lùi một bước là trời cao biển rộng, mình lùi một bước không? Phải không? Vậy thôi bây giờ mình phải nói ti tu hành chịu chữ nghèo hàng sao đắc đạo gặp điều cao quý, mình lo miễn cho được ngày hai cơm tẻ thôi. Bốn bằng hàng đã có tu thân nhờ ơn trời ban cố đức anh đặng xem chung cuộc không thần tại thế thôi. Ti nghèo hàng mà chí cao thanh là được hồi phục nhờ ơn chư Phật với cô bác. Phải không? Đó, vậy bây giờ ở đây thầy nói cái câu đó, thầy nói đó hết ngu rồi tới vậy. Đời ở thế gian đó mà tối ngày đi đám tình cầu nguyện làm từ thiện mà không lo làm ăn đó, đời ở bên ngoài ta cho là cái hạng mà hết ngu phải không? Ngu phải không cô bác? Phải không? Cô bác anh chị em mình đi làm từ cầu nguyện, đi làm từ thiện, đi kiếm thuốc nam gì đó, đời bên ngoài ta cho cái hạng đó là cái hạng dại, hạng ngu. Hạng ngu. Thời ơi đời ta làm nhà cao cửa rộng, làm ngày mấy trăm ngàn không chịu, bữa nào cũng đi kiếm ba tấn tép tấn men, phải không? Thành ra đó đời ta cho là hạng đó là cái hạng ngu, không biết lo làm ăn mà tối ngày đi đám tình, đi cầu nguyện, đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia, rảnh rỗi ta ở nhà ta mơ người sáng uống cà phê, trưa mê bờ tướng canh banh da, tối lân la lên quán nhậu, tối cô cậu trong quán bia ôm, thấy ngon không? Đi trốn thuốc nam làm chi, đi cầu nguyện làm chi, đi làm từ thiện làm chi, thì đời ta cho cái đó là cái hạng, là cái hạng ngu. Không tranh danh đoạt lợi, đi tạo cái phước duyên công đức gì ta cho là cái hạng ngu, phải không? Mà hết ngu, mà thầy nói hết ngu tới dạy là cái người đó công phu gần thành.
cái người không tranh danh đoạt lợi, không tham sắc tham tài, không tham quyền tham thế vậy đó, mà lại tới đám cầu nguyện từ thiện, thấy ai bệnh đau cũng móc túi cho ta nữa là cái hạng dại. Chính xác chưa? Phải không mấy chú? Trời ơi, đã làm không ra tiền mà còn móc cho ta nữa là dại. Mà cho nó không có mất phải không mấy chú? Thầy nó trồng cây lành nhị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất hay là trong nhà muôn có quả thơm, không trồng chẳng tươi quả đơm, bao giờ lập trang chỉ muốn để thờ, chẳng lo con bay bao giờ chán linh. Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đợi về sau. Ai ơi hãy hở cho lành, kiếp này không hưởng để dành kiếp sau. Vậy thì bây giờ ở đây đó, cái dạng mà mình mà tối ngày đi lo làm từ thiện cầu nguyện làm xã hội đó, ta cho là cái hạng ngu. Mà đã đi không làm ra tiền rồi mà gặp ta ốm đau bệnh hoạn làm cầu làm đường cái móc ra đưa nữa là cái hạng dại. Hết ngu. Tới dại mà cái người mà không tranh danh đoạt lợi mà còn đem của bố thí ta, đó là cái hạng đó là tranh thành rồi đó. Không trả lời gì được không mấy chú? Được phải không? Được. Rồi vậy cho qua cái đó. Cái đó là hết ngu tới dại. Rồi bây giờ đó, câu thứ hai. Bà hỏi câu gì chứ thầy nói tại sao quá. Thầy nói đó, buồn cho bà tắm hết mù tới đuôi. Ủa, người ta hết mù tới sáng, tại sao hết mù tới đuôi? Giáo lý Đức Thầy ra đời, thầy nói đạo mở cửa vài câu, minh một chứ minh là sáng chứ một là mắt. Đạo ra đời làm cho con người sáng con mắt, mà có đâu mà hết mù rồi tới sáng, chứ có đâu hết mù rồi tới đuôi. Mà mù với đuôi nó có khác nhau không? Khác. Cái mù là bị mắt nó kéo mây, còn đuôi là nó lọt tổng mắt luôn. Tu giảng dễ hiểu gì đó, không có nói sai lời. À, cái mù là kéo mây con mắt, mù còn có thể trị bệnh được, còn nói đuôi là thua. Dầu cái thứ mày lọt tổng mắt đồ là cầu. Lọt tổng mắt là chịu thua phải không mấy chú? Mù đó, còn nhiều khi người ta còn nhỏ dẹt mây đồ này kia, còn xé mây đồ được. Phá bức tường mây nghìn dạng vật ngạc gì chúa lụa lấp đèn pha đó phải không? Vậy thì bây giờ ở đây thầy nói đó, chữ sang danh vọng là như gì? Nếu ở đây đó mà cô bác chúng ta ở ngoài đời mà tranh danh đoạt lợi, tham danh tham lợi, tham sắc tham tài, ta cho là mù phải không? Bị chữ sang danh vọng như mù, mà mù cũng đi đêm nữa. Nó ủa dòng mù rồi đi ban ngày ban đêm thì cũng thứ mà nó khác. Dòng mù đi ban ngày đó lỡ gần té đó người ta thấy, còn mù đi đêm là đậm cái tỉnh luôn. Mà thầy nói chữ sang danh vọng cũng như mù mà đi đêm vậy đó. Ta nào có nói thêm cho chúng quá yêu đời giết túng cái câu phải không? Vậy bây giờ thầy nói á, buồn cho bá tánh hết mù. Tức là hồi đó ngoài đời họ tranh danh đoạt lợi tham sắc tham tài, mà ở đây á tướng thánh đó một đoạn để mình sao quý cô bác. Ôi gặm cuộc thế vui gì ham tranh cành, thêm gây tình vợ vợ với con. Thà sống khuya vui vui nước non chiều lại niềm A Di Đà Phật, mong tránh khỏi sông đường vật chất chỗ luân hồi êm cũ với hành vi. Ở thế gian nhiều tiếng thị phi, về của Phật là từ bi hỷ xa. Qua biển khổ mượn thiền bát nhã, giữa bụi trần mượn nước ma ha. Nguyện sao thoát khỏi chốn đã bà, về tịnh độ vô biên cực lạc. Vậy thì bây giờ ba thứ danh lợi tình có phải là cái bả không quý cô? Thầy nói vinh qua một, một bả làm mồi để câu kẻ dạ diệt đầu chắc lên. Vậy bây giờ ba thứ danh lợi tình là bả, mà bả là cái thứ người ta ăn người ta nhả ra rồi tới mình nhả ngắm. Bây giờ cái danh đó có phải là bả không? Tôi nói bây giờ dù ông đó là ông vua đi nữa, mà ông mới lên làm vua á, có phải được không? Ông làm vua không, hay là ông vua kia bỏ rồi ông mới ngồi lợi lên mấy chú? Ông bỏ thì ông này mới ngồi lợi là bả. Phải cái bả không? Đó là danh. Rồi cái lợi, mình mới mua căn nhà, bắt đầu mình sửa lợi cho mình ăn tân gia là ăn nhà mới, mà đó là nhà cũ của người ta bỏ lợi. Rồi mình mới quen một cô này đẹp quá, mình nghĩ đó là mối tình đầu, à dè, người ta mới bỏ. Cái
cái tịnh buổi ban đầu nó gian dở còn đẹp, quý vị mình thấy không? Ngày xưa không thờ ấy điệp vui như bơm trắng cài đắng bên làng làng, nhưng bông qua tàn, nhưng mà cuối cùng mà tiêu hết trơn với cô bác, đợi tự tự rủi hết. Sao cùng với thôi điệp ơi đừng bận lòng làm chi nữa, mong anh trọn đời mãn kiếp như người ta. Còn lan với mối hận lòng khoác áo vô chùa tu niệm từ nay. Cuối cùng ngoài đời mình cũng bước vào cửa đạo hết trơn, phải không? Vậy ba thứ danh lợi tình đều là bả, phải không mấy chú? Dứt xong ba cõi sáu đàn, quý hơn cái chiếc ngai vàng trần ai. Ngai vàng đâu giữ lâu dài, tòa sen chính phẩm là ngồi hoài tự do. Ông vua còn có người ta lật ngôi, còn ông Phật có ai lật ngôi không mấy chú? Bởi vì làm vua còn thua làm Phật nha. Làm vua thua làm Phật à. Các anh là như vậy phải không? Vậy thì bây giờ đây thầy nói là buồn cho bá tánh hết mù. Hết mù tức là họ khi bước vào cửa đạo, tức là họ không còn mù quá, họ không còn nghĩ ba thứ danh lợi tình nữa. Nè, danh lợi tình càng siết là càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao dùng cơm linh quệ là cách mau lòng thà. Này thôi thái tử nghĩ si cho mệt chi, kiếp con người sanh tử một lần thôi. Nước xa nguồn nước dẫn trả về xuôi, tuổi thơ âu chôn vùi trong quá khứ. Sương buổi sáng tan dần đóng nắng lửa đã vàng rơi tơi tả dưới mưa thu. Danh lợi nhiều cũng như giấc thù du, chỉ có đường tu lỗi trừ muôn nghiệp chương. Chính bi quan hỷ nộ đời sủng sướng, giải thoát rồi mới khỏi nặng nở trần ai, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó mình dứt ba cái danh lợi tình này rồi đó quý cô bác, bước ở ngoài đời vào cửa đạo liền, đó gọi là hết mù. Hết mù tới chừng vô cửa đạo rồi là sao đúng? Cô bác mình biết đuôi là cái gì không? Là nó đi chợ đường gầy đó, nó bị lọt cầm đó, mắt đen thấy mắt trắng lờ đó. Cô bác mình biết sao không? Tới chừng bước vô cửa đạo rồi bắt đầu nó làm bên tà đạo bên kia. Tới chừng tu rồi vô nó tu một cái nha, nó thờ đó, ốc bu ốc lát bù lon con cá gì vô nó thấy. Chú Tiên, chú Ngọc, Thanh Anh, Lai Sát, Cô Thiên, Quyền Nữ, Mẹ Xanh, Mẹ Độ, Tà, Ông Táo, Ông Địa, Đùng Đình, Tiên Phủ, Bà Thủy, Bà Quả gì đủ thứ hết đó. Rồi thầy nói mãn mê danh lợi đạo gì đó, đạo lú bụ. Vậy thì bây giờ đó nó hết mù rồi, tưởng đâu nó hết mù, nó sáng ai dẹp bước đơn vô, hết mù nó tới đuôi luôn. Tưởng đâu vô tu tu ngon, ai vẽ tu qua bên kia ta nói ra thôi, nó thờ phượng gì tùm lum hết trơn. Mà thầy nói lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn gia nghe, thì sau này đến lúc phong ba dòng gió lớn cổ kẹo, cổ kẹo khỏi gãy. Bây giờ nhà tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, ta bước vô là ba ngôi thờ cúng, ngôi là Cửu Huyền Thất Tổ đại diện cho Thất Đạo, ngôi ở trên Tam Bảo đại diện cho Phật Đạo, Bàn Thông Tiên đại diện cho Tiên Đạo Phật Thích Tiên. Tam giáo quy nguyên trong tam giáo, ân cần mở đạo trường ngoại ban một phục đáo như xưa. Phật tiên dẫn triển lọt lừa chúng sanh khá nhớ muối như hội này. Vậy thì bây giờ ba ngôi thờ cúng đầy đủ rồi, còn để vô ông địa ông chi mà ta nói nghe ra ổng ngậu gì mà đóng nó xình bụng tùm lum cái bụng nó đâu gì nè. Rồi đưa vô đó, nói tới đây tôi mới nhắc nhớ cái nữa chứ. Hôm đó đó ông kia ông nói tôi ví dụ mà hút thuốc đó là yếu rồi đó, tôi nói đó, tôi đó lỗ thuốc là tôi yếu, tôi còn lỏng bạc. Ông hỏi rồi sao này thành gì, tôi nói thành ông địa chứ thành ông địa vợ. Cái hỏi sao hả, tôi nói ông Phật đâu có hút thuốc, tôi thấy mấy ông địa mới hút thuốc không hả? Người ta cúng ông địa là cúng thuốc không nè. Vậy đó, coi chừng nha, mình còn đó, coi chừng thành ông địa thấy một á. Đó, thưa quý cô bác, vậy thì thôi bây giờ con trình bày tạm qua cái câu thứ nhì. Cô bác anh em mình thấy có ý gì không? Buồn cho bá tánh hết mù tới luôn. Chữ mù đây là muốn ám chỉ mù quá danh lợi tình ở bên ngoài quý cô bác. Mà khi bước vào cửa đạo rồi họ tu bị chặt lóc ở bên kia. Cái đó là cái dạng tôi đó, mà ông ba ông nói sao là làm tà đạo sao nè, nhơn thương bất dụng, con mắt mà nó mù đó còn có mong mà trị bệnh nữa, còn nó đuôi vào cái thứ lọ chồng là gầu gầu, cái thứ này là nguy rồi đó. Mà quý cô bác anh em mình thấy không, hồi ngày xưa có một số đi theo bên tà đạo hơn bên kia đó, mà anh làm mấy cái bài thơ mà con nhớ đọc lỡ hồi đó mà con còn cười đó. Ông cha anh bảo tôi về nhắn cho bổn đạo tứ bề được hay, tôi về bằng chiếc máy bay từ bên Thiên Túc về đây mấy hồi.
Thời nay đàn dân mà từ bên Thiên Cúc về đây bằng chiếc máy bay phi cơ, bắt hàng lên bẻ trái gòn, sợ gai đâm bụng giả còn ngại nghi, gã em vợ anh dễ sầu bi, cung đàn lỗi nghiệp tì 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 tì. Thời nay kinh giả gì đâu mà giết vậy đó mà cũng theo nữa hả? Xưa kia thọ nạn gốc vàng, ngày nay trở lại tại làng Trà Cui, mặt tình bá tấm vẻ vui, ngày sau biết đặng khóc mùi như mưa. Làm thơ mà làm vậy đó, còn ba đen đó hồi đó xưng là thầy ra đời. Vừa thầy nói câu đó là ngà con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nói vậy phong ba có con nghĩa thú nuốt mà người hung. Ông mới sửa lại ông nói đó, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có kẻ, con sông nước chảy đình hình, ngày sau có kẻ chống tình với ta. Ý ổng nói ra đậu xưng thầy mà có người không có tin, chống tình với ổng. Em ổng nói con sông nước chảy là đà, có công nghĩa thú nuốt mạng ba đen. Công nghĩa thú nuốt mạng ba đen. Vậy thì bây giờ đó cô bác anh em mình thấy đó, đức thầy ra đời tới bây giờ là tam thiên lục bá, lựa cho phải tèo xưa danh mộng. Cho nên thầy nói đạo lý từ đây nhiều chỗ phải lọc lựa cho kỹ, cho kỹ mà nhờ chọn nơi nào đạo chánh phụ thờ thì mới được thân xa câu ý. Vậy thì bây giờ ở đây thầy nói ta chẳng phải dùng lời chú ngót mà làm cho dân chúng say mê, nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho sanh chúng tìm nơi cội gốc. Vậy thì bây giờ đó thầy nói nay gặp gốc rồi phải mau tìm gốc đi, để gặp Phật ngồi mà than khóc gỡ làm sao hết có mà già. Vậy thôi bây giờ thưa quý cô bác, thời gian thì nó có hạn, mặc dù cho chừng tiếng ngoài đồng hồ nhưng mà con khả năng nhiêu đó thôi, con trình bày không có sai giờ của cô bác. Nói chuyện trình bày ba mục thôi, một là tu đúng, cái thứ hai là tu thiệt, và cái tu thứ ba là tu bền. Tu đúng, tu thiệt, tu bền, ba tu nhập lại lập nền tu tâm. Ba cái vừa đúng vừa thiệt vừa bền, ba cái mình lập lại cái bắt đầu mình lập nền đã, mình lo mình tu tâm, phải không? Mình tu tâm đó là ngon lành đó. Phật cũ ngày xưa ráng tầm, cho nên thầy nói là địa ngục cũng tại tâm làm quấy về thiên đàng, tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lãng tâm tỏ ngộ đạo màu. Thưa quý cô bác anh chị em, trong buổi gặp gỡ chuyện trò tâm sự như ngày tránh độ kỷ niệm của người thân quý gia hôm nay, trong lúc làm phận sự có điều chi sơ sức, mong quý vị cũng lượng thứ. Và hôm nay người nói và người nghe cũng đồng công đức viên mãn như nhau, xin thành đồng đem công đức phước duyên này để hồi hướng cho ba cõi sáu đường, cho mười phương pháp giới, cho người sống an vui tu hành đến bờ giải thoát tròn hạnh nguyện, người chết được siêu sinh đến tịnh độ. Và nguyện đem công đức lành này để hồi hướng cho cụ Nguyên thất tổ chung của cô bác chúng ta và hương linh của người quá cố, được nương theo công đức này mà được nương cắm tay vàng của Đức Phật để giảng sanh về cảnh giới an lành. Và xin chân thành để cảm ơn cô bác đã